Lửa đâu? Quả nhiên là nhanh tay. Thô lỗ. Bộ tưởng tôi không biết sao? Hai người muốn chơi trò định luật đúng không? Tôi xem hai người nhẫn nhục được bao lâu. Lớp trang điểm của tôi sắp chảy hết rồi, vậy mà còn không chịu nhúc nhích. Đừng có hòng dùng cặp mắt để phóng điện qua. Tưởng tôi không biết hai người đang nói gì sao? Nóng quá, mình chịu không nổi nữa rồi. Sắp chịu không nổi nữa rồi. Nóng quá, nóng quá. Nghĩ xả hơi đi. Bộ các người không thấy nóng được sao? Nghe nói đằng sau có mấy điều quà. Bộ không có tiền trả tiền điện sao? Nóng quá, nóng quá. Tôi đi mở mấy điều quà đây. Để cho tôi. Lại làm hư chuyện rồi. Vì quân đài này, hình như quân ra tay hơi quá rồi đó. Quân đài là ai? Quân đài là ai chứ? Anh khỏi cần hỏi tôi, anh chính là Lữ Kỳ. Sai, xin chỉ dạy. Tôi đứng không đổi tên, ngồi không đổi họ. Tôi không phải Lữ Kỳ. Nếu xem tôi là một người bạn cùng đường, đảm bảo khỏi cần lo. Có vấn đề gì thì hãy để tôi lo cho. Người ta gọi tôi là Mạnh Ba Quy. Người ta gọi tôi là Project. Tình nhân 21 điểm. Tên của tôi là Trình Nhân. Có thể gọi tôi là anh Nhân. Còn cô có thể gọi tôi là anh Trình. Cô tên gì? Tên của tôi là Phu Nhân Hoa Hậu. Biệt hiệu là Ngàn Cây Châm. Châm đâm vào tim tôi rồi. Đau quá, đau quá, đau quá. Cho tôi hôn với. Xin lỗi nha, làm phiền các vị chờ lâu. Nói tiếng quan thoại đó hả? Tốt quá, tốt quá, tốt quá. Tốt quá. Tốt quá, tốt quá. Tốt quá. Tôi rất thích, rất thích. Muốn sợ tôi hả? Anh là ai? Tệ thật. Không ngờ anh thật là tồi tệ. Vừa già vừa xấu như vậy mà cũng có hứng thú sao? Không biết thưởng thức chút nào cả. Dì hai à, lấy thẻ căn cước ra xem coi. Phải rồi. Dì hai à, cho xem thẻ căn cước đi. Thẻ căn cước không chứng tỏ được gì. Chủ yếu nhất là phải có thẻ mời. Quả nhiên là rất xuất sắc. Tôi thích lắm đó. Dì hai, thẻ mời của dì đâu? Tự động hiến thân hả? Thẻ mời đâu? Đừng có ép tôi. Thẻ mời đâu? Lùi một bước trời cao biển rộng. Thẻ mời đâu? Chắc chắn là không có thẻ gì rồi. Dì hai kia, làm ơn đừng có chí ké nữa nha. Anh cầm cái gì đó? Cái gì hả? Lịch sự chút thì gọi là áo ngực, con thối lỗ thì gọi là cái áo bợ vú, mấy bà già thì gọi là cái yếm, còn tụi cô thì gọi là cái thẻ mời. Đây. Quả là tội tệ. Cả cái thẻ cũng tệ hơn người ta. Cái cô Ngàn Cây Châm này cứ mở miệng ra là như Ngàn Cây Châm đâm vào tim tôi. Bởi vì anh rất là tồi tệ. Cô nói tôi tồi tệ cũng không sao. Tôi có thể chịu đựng được. Nhưng mà cô có thể làm sao nói về tiểu công chúa này của tôi vừa già vừa xấu chứ? Sao mà đúng kích thước vậy? Quả nhiên là nồi nào úp dung nấy.
Chúng ta tới đây không phải là để tự nhiên mình luận. Tôi tin hắc báo không phải là đến xem mình trổ tài đâu. Chúng ta đều là kỳ hiệp mà. Anh nói đúng đó. Phải rồi, phải rồi. Mọi người nói đúng đó. Cả kích thước cũng đúng nữa. Chưa đụng được cặp bánh bao. Chưa đụng được mà. Hắc báo ở đâu? Giỏi thật. Thanh Thanh quả nhiên là Thanh Thanh. Anh vẫn mạnh giỏi chứ. Nói tiếng quan thoại hả? Chúng ta nhóm họp được chưa? Không thành vấn đề. Xin mời ngồi. Có phải ông có chuyện gì cần tôi giúp đỡ không? Tôi muốn đến sở cảnh sát. Ông cất cái hộp giùm tôi đi. Ông muốn tôi ra tay khi nào? Lần này tôi muốn ông kiếm một người hỗ trợ. Người nào? Trong hồ sơ trên bàn có tài liệu của hắn. Hắc báo. Ông quen biết hắn sao? Tôi đã từng so tài với hắn. Ở đâu? Ở trong một sòng bạc mới khai trương. Thế nào? Có sơ hở chút nào không? Không thành vấn đề, tất cả đều không có sơ hở. Vì hắc báo này do tôi mời đến để dò xét hệ thống an toàn của chúng ta để coi có sơ hở gì không. Hành động lần này được thành công hoàn toàn. Hợp lý đó. Có người hắn xảo quyệt lại tham tiền. Tiền tôi có nhiều mà. Bất luận dùng phương pháp gì cũng phải khiến hắn giúp cho mình. Giỏi lắm, hắc báo quả nhiên là hắc báo, càng lợi hại hơn lời đồn nữa. Muốn gì nói đi, được, muốn ông giúp tôi một việc. Tôi chuẩn bị đi qua Pháp chơi nửa năm sau kiếm tôi nha. Tôi muốn ông đến phòng hồ sơ cảnh sát lấy đồ giùm tôi. Tôi mới vừa làm xong một việc đủ cho tôi xài 5 năm rồi. Việc này có thể cho ông chơi đủ 50 năm đó. Như vậy tôi mới có hứng thú. Lấy trộm kho bạc giùm tôi. Ngày mai ông lấy phân nửa tiền đặt cọc gửi vào tài khoản nhà băng Thụy Sĩ của tôi. Không muốn biết tại sao tôi kêu ông đi sở cảnh sát lấy trộm đồ sao? Tôi không cần biết cái gì cả, chỉ biết tiền là đủ rồi. Tôi cũng không có quá nhiều tiền để mướn ông. Chỉ chẳng qua là sở cảnh sát có thiết kế một hệ thống an toàn mới, nên muốn mời ông do thám xem có sơ hở gì hay không. Thật không ngờ tôi trở thành chuyên gia bảo an sao? Nhưng mà chuyện này phải tuyệt đối bảo mật. Ông cứ gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của tôi rồi hãy nói sau. Đừng lo, ngày mai trước 12 giờ trưa. Quả nhiên là có lòng thành. Bây giờ tôi xin nhắc khéo ông. Mình nói chuyện cũng đã lâu mà ông vẫn chưa nói tôi biết ông chuẩn bị bao nhiêu tiền. Tôi cũng không có hỏi ông là tôi phải lấy bao nhiêu tiền. 100 triệu. Quả nhiên là một con số khả quan. Anh làm cái gì vậy? Hắc báo kiếm tôi sao? Xả láng. Xả láng. Bốn bánh.
Hắc báo kiếm. Cái anh chàng hắc báo này mỗi lần kiếm tôi là lúc tôi thua tiền không à. Đêm nay trong lúc tối mò lại có cảnh đẹp như vậy. Không ngờ nhà thiên xạ như ta tối hôm nay lại có thể tài sắc kim thâu. Đi uống một ly đã. Sâm banh, bông hồng trắng, thật là hợp phong cách của ta. Giơ tay lên. Không được di chuyển. Chỉ là khui sâm banh thôi, cần gì phải la lối ôm sòm vậy. Tôi nói cho cô biết nha, đừng có chơi súng. Cô chơi súng không nhanh hơn tôi đâu. Cảm ơn. Con không mau tài sắc kim thâu đi nhà thiền xã. Xin lỗi nha, tối nay tôi không được rảnh, chờ lần sau đi. Thật không ngờ trên thế gian này có tuyệt sắc gia nhân như vậy. Cô hai à, việc nặng nề như vậy cứ để tôi làm. Cô biết lộ mèo tôi không biết sao? Cô chơi bị ổi quá đó. Lửa đâu? Quả nhiên là nhanh tay. Thô lỗ. Bộ tưởng tôi không biết sao. Hai người muốn chơi trò định luật đúng không? Tôi xem hai người nhẫn nhục được bao lâu. Lớp trang điểm của tôi sắp chảy hết rồi, vậy mà còn không chịu nhúc nhích. Đừng có hòng dùng cặp mắt để phóng điện qua. Tưởng tôi không biết hai người đang nói gì sao? Nóng quá, mình chịu không nổi nữa rồi. Sắp chịu không nổi nữa rồi. Nóng quá, nóng quá. Nghĩ xả hơi đi. Bộ các người không thấy nóng được sao? Nghe nói đằng sau có mấy điều quà. Bộ không có tiền trả tiền điện sao? Nóng quá, nóng quá. Tôi đi mở mấy điều quà đây. Để cho tôi. Lại làm hư chuyện rồi. Vì huynh đài này, hình như huynh ra tay hơi quá rồi đó. Huynh đài là ai? Huynh đài là ai chứ? Anh khỏi cần hỏi tôi, anh chính là Lữ Kỳ. Sai, xin chỉ dạy. Tôi đứng không đổi tên, ngồi không đổi họ. Tôi không phải Lữ Kỳ. Nếu xem tôi là một người bạn cùng đường, đảm bảo khỏi cần lo. Có vấn đề gì thì hãy để tôi lo cho. Người ta gọi tôi là Mạnh Ba Quy. Người ta gọi tôi là Blackjack. Tình nhân 21 điểm. Tên của tôi là Trình Nhân. Có thể gọi tôi là anh Nhân. Còn cô có thể gọi tôi là anh Trình. Cô tên gì? Tên của tôi là Phu Nhân Hoa Hậu. Biệt hiệu là Ngàn Cây Châm. Châm đâm vào tim tôi rồi.
đau quá, đau quá, đau quá. Cho tôi hôn với. Xin lỗi nha, làm phiền các vị chờ lâu. Nói tiếng quan thoại đó hả? Tốt quá, tốt quá, tốt quá. Tốt quá. Tốt quá, tốt quá. Tốt quá. Tôi rất thích, rất thích. Muốn sợ tôi hả? Anh là ai? Tệ thật. Không ngờ anh thật là tồi tệ. Vừa già vừa xấu như vậy mà cũng có hứng thú sao? Không biết thưởng thức chút nào cả. Dì hai à, lấy thẻ căn cước ra xem coi. Phải rồi. Dì hai à, cho xem thẻ căn cước đi. Thẻ căn cước không chứng tỏ được gì, chủ yếu nhất là phải có thẻ mời. Quả nhiên là rất xuất sắc, tôi thích lắm đó. Dì hai, thẻ mời của dì đâu? Tự động hiến thân hả? Thẻ mời đâu? Đừng có ép tôi. Thẻ mời đâu? Lùi một bước trời cao biển rộng. Thẻ mời đâu? Chắc chắn là không có thẻ gì rồi. Dì hai kia, làm ơn đừng có chí ké nữa nha. Anh cầm cái gì đó? Cái gì hả? Lịch sự chút thì gọi là áo ngực, còn thôi lỗ thì gọi là cái áo bợ vú. Mấy bà già thì gọi là cái yếm, còn tụi cô thì gọi là cái thẻ mời. Đây. Quả là tội tệ, cả cái thẻ cũng tệ hơn người ta. Cái cô ngàn cây châm này cứ mở miệng ra là như ngàn cây châm đâm vào tim tôi. Bởi vì anh rất là tồi tệ. Cô nói tôi tồi tệ cũng không sao, tôi có thể chịu đựng được. Nhưng mà cô có thể làm sao nói về tiểu công chúa này của tôi vừa già vừa xấu chứ? Sao mà đúng kích thước vậy? Quả nhiên là nồi nào úp dùng nấy. Chúng ta tới đây không phải là để tự nhiên mình luận. Tôi tin hát báo không phải là đến xem mình trổ tài đâu. Chúng ta đều là kỳ hiệp mà. Anh nói đúng đó. Phải rồi, phải rồi. Mọi người nói đúng đó. Cả kích thước cũng đúng nữa. Chưa đụng được cặp bánh bao. Chưa đụng được mà. Hát báo ở đâu? Giỏi thật. Thanh Thanh quả nhiên là Thanh Thanh. Anh vẫn mạnh giỏi chứ. Nói tiếng quan thoại hả? Chúng ta nhóm họp được chưa? Không thành vấn đề. Cao ốc này nhìn bên ngoài chỉ dường như là một cao ốc thương hiệp bình thường mà thôi. Tôi biết rồi. Ở trong chắc là có nhiều cơ quan. Có hiểm trở trùng trùng, trùng trùng hiểm trở. Tôi nghĩ ngôi sao châu Phi chắc chắn là ở trong một tầng lầu nào đó. Ngôi sao châu Phi? Đừng nghe anh ta nói bậy. Trong một tầng lầu ở cao ốc này là một đơn vị rất quan trọng của sở cảnh sát. Nè, không phải là kêu chúng tôi tới sở cảnh sát ăn cắp đồ gì đó chứ? Đúng rồi. Chúng ta phải vào trong phòng hồ sơ này để lấy trộm đồ. Cần gì nhiều người như vậy, thiếu một người cũng không được đâu. Phải chia tiền cho cả đám người vậy thì mỗi người được bao nhiêu? Tuyệt đối có thể dùng cả đời. Bây giờ tôi xài kinh khủng lắm. Khoan đã, khoan đã. Hai vợ chồng đừng có cãi nhau nữa, điếc tai lắm. Bây giờ tôi có một vấn đề nghiêm trọng cần giải đáp có được không? Nói đi. Chừng nào mình có thể ăn cơm được? Anh nói chuyện đứng đắn một chút có được không? Sao anh hay nói chuyện tào lao quá vậy? Có phải mạo danh không? Đừng nói chơi nha. Còn ai có thể mạo danh Mạnh Ba Quy tôi đây chứ? Nè, anh đừng phá đám nữa có được không? Nè, cô đừng tưởng là hai người còn chưa hành động thì tôi không dám đụng cô nha. Anh nói gì? Cô ta lại nói tiếng quan thoại nữa rồi. Hay quá, hay quá. Các người còn có vấn đề gì cần hỏi không? Nếu không có vấn đề gì thì sớm nghỉ đi, ngày mai lên được. Đứng im. Cô là ai vậy? Có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm là con gái mà nhảy tới nhảy lui vậy chứ? Hóa ra là cô sao? Sao nửa đêm nửa hôm mà leo trèo nhảy nhót vậy chứ? Trả lời tôi đi. Cô là con gái mà còn xinh đẹp như vậy mà nửa đêm nửa hôm đi một mình thì thật là nguy hiểm đó. Hay là như vậy đi, để tôi đi cùng với cô. Thật là đáng ghét.
đừng nói tiếng quan thoại với tôi mà. Thê thảm, thê thảm, thê thảm rồi. Mình trang điểm ăn mặc như vậy không thể nào thắng nổi cô Thanh Thanh. Thôi đừng có làm bộ lạnh nhạt nữa. Bộ động tình rồi sao? Đúng thật là nóng đực, đi tắm cho mát mới được. Nếu như muốn giả làm hào phóng thì để cho bọn đàn ông họ đi làm đi. Nếu như cô còn muốn giữ mối tình này, vậy tại sao lại không đi hỏi anh ta cho rõ ràng? Hỏi cái gì? Hỏi ai? Dĩ nhiên là hỏi anh Hắc Báo rồi. Cô nói xong chưa? Tôi muốn đi ngủ. Nhưng mà tôi biết anh Hắc Báo ảnh... Tôi chỉ đến đây công tác. Còn về chuyện của Hắc Báo, tôi không muốn biết làm gì. Tôi với anh ta không có quan hệ gì. Vậy thì tôi khỏi phải bận tâm rồi. Cũng như cô đã biết đó, bấy lâu nay tôi vẫn yêu thầm anh ấy. Không phải, không phải. Phải nói là bấy lâu nay tôi công khai yêu anh ta. Xin lỗi nha, cô đạp lên cái áo của tôi. Tôi xin lỗi cô. Quả thật là tôi đã đạp lên cái áo của cô rồi. Xin lỗi nha. Chưa ngủ sao? Ngủ trễ quen rồi. Anh không phải quen gần sáng mới ngủ sao? Còn anh? Không có đàn bà ngủ không được chứ gì. Nói cho đúng thì không có Jin Jin sẽ ngủ không được. Tôi có một yêu cầu. Nói đi. Làm xong vụ này có thể tôi không lấy tiền, nhưng phải nói tôi biết là ai đã giết Jin Jin. Có chuyện gì? Chắc chắn là có thẹo rồi. Chuyện gì vậy? Cô ta đã lén nghe bọn tôi nói chuyện. Tôi vừa đi ngang chỗ này thôi. Cô còn dám nói dối nữa sao? Tấm thảm mà cô đứng đó, nó sắp nóng chảy rồi đó. Còn nói vừa mới đi qua sao? Cô ta chỉ là một thiếu nữ thôi mà. Cô ta còn nhỏ sao? Dáng dấp của cô ta đã sắp xỉ như là của tôi rồi. Nói xem có phải không? Anh tin tôi đi. Quả thật tôi không có lén nghe gì cả. Được rồi, được rồi. Mọi người đi ngủ sớm đi, ngày mai có việc phải làm đó. Tôi thật là không có nghe lén gì hết mà. Cô em à, 10 năm trước tôi đã biết nói cái câu này rồi. Nói với cô thật là phí thời gian. Thanh Thanh, chờ anh trong nhà ở Quế Viên nha. Để em suy nghĩ lại đã. Anh muốn cua cô đó. Tôi đi ngủ nha, đi đó. Anh dẫn mình giỏi chứ. Anh tưởng là em sẽ không đến. Có chuyện gì thì nói mau đi. Đã khuya rồi còn làm phiền em. Xin lỗi. Có nói xin lỗi này hơn 10 năm về trước. Anh đã có nói với em rồi. Anh còn gánh cái gánh này cho tới khi nào? Trước kia anh gánh cho sư huynh, sau đó thì gánh cho sư phụ, tiếp theo thì anh gánh cho em, bây giờ lại đến cây đao. Anh định làm cả đời mình cắn rứt lương tâm như vậy sao? Kết quả anh có ý định như thế nào? Sư phụ đã từng nói với anh: nhân kiệt đao linh, nhân đao hợp nhất. Đao phó cho người bá khí, người phó cho đao linh tính. Người tà ác sẽ biến cây đao thành cây đao tà ác. Lọt vào trong tay kẻ vô tình sẽ trở thành cây đao vô tình. Đao dài 3 thước 3, nặng 33 cân. Cán đao là đầu, lưỡi đao là thép. Thử thách trăm ngày, bén nhọn vô cùng. Em thật không hiểu bọn đàn ông các anh, vì một cây đao mà chém giết lẫn nhau. Bộ như vậy mới gọi là anh hùng sao?
Em thà mong anh là một người tham lam, vì tiền việc gì cũng dám làm. Anh không phải dạy dỗ bản thân của mình, mà còn dạy dỗ rất nhiều người khác. Đến khi nào anh mới chịu gác những chuyện này qua một bên chứ? Thật là tức cười. Hiệp sĩ cùng mỹ nhân, danh đao với anh hùng, thật là tuyệt làm sao. Đúng là tuyệt vời. Hắc báo, anh với Thanh Thanh gặp nhau ở đây có phải là lén tỏ tình với nhau, hay là để quy đao chặt đứt duyên tình xưa? Hoa hồng, cô đừng đối chọi với Thanh Thanh nữa. Lần này cô ta đến đây để làm việc, anh không phải kêu tôi tới đây để thay địa vị cô ta sao? Không phải. Thật ra hai cô đều là tri kỷ của tôi. Tôi biết. Nhưng mà lần này tôi tới đây cũng vì tiền mà thôi. Không lẽ là vì đóa hoa hồng của anh sao? Tôi nói cho anh biết, hoa hồng tôi đây có thiếu gì người muốn theo đuổi chứ? Có biết bao nhiêu là hiệp sĩ xếp hàng theo chân tôi. Anh đừng có quá kiêu căng, đi dẫn chơi với cây đao của anh đi. Chúng ta chia thành 3 tổ rồi tự mình hành động. 1 tiếng đồng hồ sau tập hợp. Bữa nay sưu tập tài liệu thôi. Mỗi người phải nhớ là không được ra tay. Vậy chúng ta bắt đầu hành động đi. Được rồi, bắt đầu hành động. Nè, Ba Quy, qua đây trước. Được, mình đi. Như vậy là tụi mình có phải cùng nhau hành động không? Tất cả làm theo kế hoạch. Cô đứng canh gác ở chỗ này. Sao lần nào cũng tôi một mình vậy? Có việc gì gọi tôi. Đúng là bực bội mà. Lần nào cũng bắt mình canh gác ở đây, chán dễ sợ. Có phải có bệnh thần kinh không? Có thang máy không đi là đi thang bộ. Mở cửa, mở cửa. Tụi mình mở không nổi đâu. Coi có phương pháp gì không? Tôi đã nói rồi, không có thẻ cảnh sát thì không thể vô được đâu. Tụi mình đi xuống đi. Nói cho biết nha. Cái gì? Anh thiếu tiền không trả tôi hả? Không trả đó. Chuyện gì? Tôi là cảnh sát đây. Anh thiếu nợ tôi đó. Theo tôi vô trong đi. Theo vô trong đi. Theo thì theo chứ. Vô đi, vô đi. Xin lỗi nha. Cái thẻ của tôi. Tôi đâu có nói không trả cho anh đâu. Nè, muốn sao hả? Bộ phận nào, bộ phận nào? Anh giỏi lắm sao? Muốn gì, muốn gì, muốn gì? Bộ giỏi lắm sao? Đừng có cãi nhau nữa. Bộ tưởng đây là nhà của mấy anh sao? Xin lỗi sếp. Chúng tôi ra ngoài nói chuyện nha. Xin lỗi sếp. Đi ra ngoài nói chuyện đi. Đi mau, đi mau. Xin lỗi nha. Nói chuyện hơi lớn tiếng một chút. Đi. Bây giờ tính sao đây? Đã vô tới đây rồi, lần đầu tiên tụi mình xuất kích. Nếu mà ra về hai bàn tay trắng là xui xẻo lắm. Anh hát báo kêu đừng có kiếm chuyện mà. Đừng nói nhiều nữa. Nghe theo tôi sắp đặt. Anh phụ trách tên cảnh sát này để mặt tôi. Muốn làm gì đó cứ tin tôi đi. Đảm bảo sẽ có thu hoạch bất ngờ mà. Tại sao lại đứng ở đây? Nếu không có trở ngại thì em đã vào trong đó rồi. Nhưng bây giờ em đã biết cách vô rồi. Đi. Nhanh lên. Anh báo, có thu hoạch gì không? Thật là may quá. Đây là sơ đồ của tòa cao ốc này. Có lễ vật này. Cái gì vậy? Đừng có xen vào. Anh ơi, trời ơi, nhớ quá. Cô cũng khá lắm đó. Làm hại tôi chạy lên chạy xuống. Trả lại cho cô nè. Đã làm việc xong mình mẩy đầy mồ hôi hết rồi. Trời nóng nực lắm. Về tắm đi, đi. Mấy người làm gì đây? Mình cũng đi đi. Sao bỏ đi hết vậy? Thanh Thanh, mình cũng đi đi. Anh cầm cái giỏ này cền càng như vậy, em không có đi đâu. Anh phải làm sao, Thanh Thanh? Tụi mình đi thắp nhang cái đã. Ủa, quan gì gia đâu? Đúng đó, quan gì gia đâu? Sao hả? Có tiến triển gì không? Tôi không phải đem báo cáo với ông đâu.
Cái hộp này tôi giao cho ông. Hệ thống bảo an ở trong đó cũng rất khá. Nhưng mà tổ trọng án thì hơi tệ một chút. Một tuần lễ sau, tôi sẽ kiếm được cái hộp bạc đó cho ông ngay. Được. Nhớ chuẩn bị tiền đầy đủ đó. Không thành vấn đề. Sao lạ vậy? Đây là cái gì? Là tôi mời anh ta về. Cô có nhầm lẫn hay không? Sao lại mời cái thứ này về đây chứ? Chia sẻ bớt tiền bạc của tụi mình. Chúng ta rất cần đến một thiên tài di tính để làm một cái thẻ di tính cho mình. Di tính sao? Phải rồi, chúng ta rất cần thiên tài di tính, không phải đồ ngốc đâu. Nói đúng đó. Cô đừng nói với tôi là anh ta là thiên tài di tính đó nha. Tôi sẽ chết cho coi. Tôi nghĩ tôi sẽ chết thê thảm đó. Anh đó nha, làm ơn tránh ra đi. Coi chừng. Tôi là Robert Parkinson. Xin các vị chỉ dạy. Chỉ dạy giùm nha. Chỉ dạy, chỉ dạy. Tôi biết rồi. Anh ta không phải thằng ngốc đâu, mà anh ta là thằng điên đó. Sai. Anh ta bẩm sinh là có bệnh kinh phong. Cô nói gì? Cô nói tôi nghe đi. Bây giờ anh ta là người bình thường hay là không bình thường? Sao bẻ tay người ta vậy? Thuốc có công hiệu ở trong tay của tôi. Anh nói anh ta có giống người thường hay không? Tôi không tin. 167.820 phần một giây. Mày vừa vừa thôi nghe. Muốn giỡn chơi hả? Có phải của tôi không đủ to không? Có phải vậy không? Còn làm bộ nữa sao? Nè, vú của tao nè. Giỏi thì bú, bú đi, bú đi. Bú đi. Vú của anh thối quá đi. Thấy chưa, tôi đã nói rồi, anh ta làm bộ mà. Xin hỏi chị Thanh Thanh có gì chỉ dạy cho tôi? 167.820 phần một giây. Con số này là con số gì? Cứ cách 500 ngày cái thấu qua con đồi sợi dây truyền đến một chỗ 2.000 mét ở bên ngoài. Chỉ cần dùng 167.820 phần một giây, chúng ta có thể làm nhanh hơn nó chặn tài liệu truyền đi của nó, như vậy sẽ phát tài rồi. Nhưng mà đừng nghĩ tới nó nữa, chỉ nghĩ tới xưởng điện hạt nhân. Đừng có làm bộ nữa. Anh lại làm chuyện gì đó? Tiếp tục đi. Tiếp tục kìa. Các người nghe đây, khi vật thể đụng với nhau, vật thể sản xuất ra động lực truyền đi, làm cho kết cấu phần tử biến đổi phân liệt, trở thành trung tử rất nhỏ, rồi trung tử sẽ sản xuất thành nguyên động lực mới. Tức là nói đơn giản một chút, sau này xe hơi sẽ khỏi cần dùng tới xăng dầu nữa. Nói như không nói vậy đó. Vậy tấm thẻ mật mã của chúng ta thì sao đây? Ở đây. Trông cậy vào thứ này sao? Tiểu di tính à, chuyện này không phải là chuyện chơi đâu, đừng có làm bộ nha. Anh có biết bọn tôi là ai không đó? Có biết cái này là cái gì không? Là sát thủ. Nè tiểu di tính nè, nếu anh còn giỡn nữa, tôi sẽ dùng cái súng này bắn bể sọ của anh đó, biết không? Biết không hả? Thật là thê thảm. Chỉ làm con một chút việc sao lại cầm súng đi kiếm ăn chứ? Tội nghiệp quá đi. Trông cậy vào cái máy di tính này sao? Có thể phá mấy cái lớn ở sở cảnh sát không? Đồ ngu, xin lỗi, tôi chỉ là lỡ miệng thôi. Thực ra công dụng của máy vi tính không phải là lớn hay nhỏ đâu, mà người thao túng mới là quan trọng. Có gì nói với tôi là được rồi. Tôi không nói với anh đâu, vì đầu vú của anh là màu đen. Anh hát báo tới. Các chị đừng hỏi tôi, tôi rất ngốc về máy vi tính. Cái anh này đóng kịch thật là xuất sắc đó nha. Anh có tin tôi dùng súng bắn nát đầu của anh không? Xin anh đừng làm rộn nữa có được không? Hãy tránh ra ngoài đi chứ. Lại nói tiếng quan thoại nữa rồi. Cuộc hội nghị ra sao rồi? Được, mình tiếp tục đi. Nói đơn giản là tôi sẽ dùng cái máy vi tính này nối với một cái modem kế đó thông qua cái máy điện thoại, sau đó sẽ kết hợp làm thử một loạt những chương trình như vậy để cho nó dính với cái máy vi tính của tổng bộ cảnh sát, thì mới có thể phá giải được mật khẩu của bọn họ. Khi lấy được mật mã thì có thể dùng dây điện thoại nối vào hồ sơ đã tải về của bọn họ, như vậy sẽ xét ra tài liệu ở trong mật mã ngay tức khắc. Hiểu rõ rồi chứ? Hiểu chưa hả? Các vị đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Tôi nói ẩu như vậy cũng hiểu sao? Nếu là như vậy thì không có tôi chắc chắn không được rồi. Bây giờ đang ở đâu đây? Tim xa chủy. Cần gì phải lộn mèo xa vậy chứ? Thật là tức chết mà. Lần sau nghe tiếng quan thoại không lộn mèo nữa đâu. Sao? Mọi người nhìn thấy trong TV rồi đó. Thế nào hả? Cô ta hình như có một tật hơi quái lạ. Kìa kìa, các người xem đi. Cô ta không bao giờ cởi cái găng tay ra. Cổ không cởi găng tay ra thì chúng ta sẽ khó lấy được dấu tay của cổ. Không cần suy nghĩ nữa. Đừng nói chi là lột găng tay. Lột trần truồng cũng được. Tôi kinh nghiệm phong phú mà. Lấy dấu mình của cô ta.
Kẻ hèn vẫn là kẻ hèn mà. Quả thật là suốt cả ngày không thấy cổ cởi găng tay ra. Ở trên giường không lý nào không cởi găng tay đâu. Như vậy có nghĩa là bắt tôi làm sự hy sinh lớn lao sao? Làm ơn, tránh ra, tránh ra. Mình chưa bao giờ thấy một người đàn ông u uất như vậy. Không có một cô gái nào có thể thắng được đôi mắt tình yêu của mình được. Coi bộ dáng của anh ta kìa, làm như kẻ sư tình vậy đó. Cô gái, bộ hai đứa mình không cua được sao? Sao để anh ta cua vậy? Đúng là tức chết mà. Tôi mà không phá đám thì tôi không phải là Mạnh Ba Quy đâu. Cặp ngực của ta lớn thật đó. Anh đừng có nghĩ cô ta nũng nịu như vậy thì cho rằng cặp ngực của ta lớn nha. Tôi nói là cô gái đánh dương cầm kìa. Anh nói cô nào? Tôi đang nói cái cô đang ngồi đánh dương cầm. Quả thật cặp ngực nở nang thật á. Tôi sắp nghẹt thở rồi. Nó to quá đi, trời ơi. Không có người phụ nữ nào thắng được giọt nước mắt này của mình đâu. Anh ta đã rơi nước mắt. Nước mắt này thật ra nhìn rất thâm tình. Anh chàng này quá thật ghê gớm. Anh ta giả bộ khóc để gạt con gái đó. Anh lau nước mắt đi. Đàn ông khóc ở nơi công cộng thì không được tốt cho lắm. Lần này chắc chắn câu được cô ta rồi. Bộ anh tưởng anh nói gì trong lòng tôi sẽ không nghe được sao? Cái anh háo sắc này. Em cưng, em đừng có tin lời của anh ta. Anh ta không phải người tốt đâu. Anh ta là kẻ hư đốn. Em tưởng là anh ta yêu em thật sao? Anh ta chỉ yêu dốc dáng của em thôi. Lúc mà anh chưa kết hôn với anh ta thì dốc dáng của anh cũng đâu có thua gì em đâu. Nhưng mà sau khi kết hôn với anh ta thì anh thành như vậy. Ngực của anh lép xẹp như vậy nè. Nè, anh là ai vậy? Tôi không quen biết anh. Bây giờ anh ta còn nói không quen biết tôi. Thật là uổng công tôi đã nuôi dưỡng con gái của anh ta lớn khôn. Tôi có con gái hồi nào chứ? Robert Maria, ra đây đi. Ba à, con kêu ba của con đi. Ba ơi, kêu ba con cho tiền xài đi. Ba ơi, cho con chút tiền tiêu xài đi. Lâu rồi ba chưa cho con tiền đó. Đừng có làm bộ quen biết với tôi không có biết gì đâu. Má ơi má, kêu gì đi. Dì à, lâu rồi con chưa có cơ hội bú sữa người. Hoàn cảnh như bây giờ anh nói không quen biết tôi. Rất may là tôi có kêu mẹ chồng tôi tới đây. Bằng không thì tôi đã mời mẹ chồng tôi từ phương xa tới đây rồi. Robert Maria, có mùi sữa bò nhưng thiếu sô-cô-la. Má kêu con đi gọi bà nội tới đây mà. Ủa kêu con hả? Bà nội, bà nội. Em à, anh cay mắt quá, lau nước mắt cho anh đi. Qua đã, qua đã. Con kiếm không được bà nội. Ủa, bà mới đây mày đi đâu nữa rồi? Làm sao kiếm đây? Thì cứ đi kiếm đi chứ. Đi kiếm đi. Gì à, tôi đi kiếm mẹ chồng của tôi tới để coi anh ta ăn nói như thế nào. Tôi đi đây. Đừng giả bộ nữa nha. Má chồng mà, anh ta nói là không quen biết con kìa. Ngay cả vợ con mà cũng không nhận ra sao? Tội nghiệp quá đi. Bảo vệ. Vệ cái gì? Mau dẫn mấy người này về nhà đi. Chồng mà, chồng mà. Quả thật là bi kịch dương gian mà. Tụi mình đi ăn khuya một chút rồi bàn bạc với nhau nha. Xin lỗi, để em vào phòng dọn dẹp lại chút đã. Xin mời, thông thả. Nè, kêu dọn dẹp cái gì vậy? Vô đây làm gì vậy? Tôi vô lấy đồ. Vậy anh lấy dấu tay đi nha. Tôi đã lấy dấu tay, tôi lấy mà. Trốn đi, trốn đi. Trốn vô đi. Trốn vô mau, trốn vô. Được không vậy? Trốn đi. Bây giờ em thấy nóng nực quá. Để em đi thay quần áo đã. Được đó. Anh ở đây chờ em một chút nha. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Thấy ghét quá à, quần áo của em không có để ở đây. Không để ở đó, vậy em để ở đâu chứ? Quần áo của em để ở trong tủ đó. Em lấy ra thay nha. Không cần đâu, em mặc bộ đồ này được rồi. Không được đâu, quả thật nóng nực mà. Tránh ra, tránh ra. Chờ đã, em lấy đồ đã. Được mà, qua bên đó nằm đi. Nóng nực ngộp thở quá. Anna. Tôi không phải là Anna, tôi là Anna. Tôi đã phải là nói chuyện với cô. Anna à. Té ra hai người đồng tính sao? Như vậy có phải đồng tính nữa không? Em à, như vậy có phải là gay không? Tôi đâu phải là kiểu người này đâu. Tôi muốn biết hai anh là ai.
Hai đứa tôi đều là người trên trái đất này, nhưng mà bây giờ đổ bể hết rồi. Lấy vô tay cô ta. Còn lại cái gì nữa, rượt theo. Ôi vui quá. Nghe xuống, nhanh lên. Có tôi đây. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Tôi tới liền. Thối quá, thối quá. Đi về, đi về. Tôi muốn sửa, tôi muốn sửa, tôi muốn sửa. Bú đi, bú đi, bú đi. Đứng im. Tất cả mọi người đứng lại. Nè, cẩn thận. Em cưng, em đối với anh thật là tốt. Em đã biết là anh thích trò chơi này mà. Nhưng mà anh chỉ thích tháo ra thôi. Chúc em ngủ ngon nha. Cáo lỗi nha, lần sau tôi không dám nữa đâu. Tạm biệt. Tôi muốn sữa, tôi muốn sữa, phải có sữa mới được. Bú đi, bú đi, bú đi. Cái dấu ngón tay gì mà lớn thật. Cô gái này rất là thô lỗ đó. Cô gái nào mà hơi đẩy đà một chút là cô sẽ phê bình người ta ngay. Sao tôi không thấy tôi phê bình tôi nhỉ? Bây giờ mình còn thiếu cân nặng của anh chàng mập đó. Xem ra lần này tới phiên tôi dùng mỹ nhân kế rồi. Cái gì chứ, em còn chưa hỏi ý kiến của anh mà. Anh buông tha cho em lần này có được không? Chỉ lần này thôi nha. Bắt đầu hành động. Nghe nói lần này là dùng mỹ nhân kế đó. Giờ cô nói xem là ai đẹp nhất. Dĩ nhiên là tôi rồi. Vậy còn không xuống xe? Cô cũng xuống đi chứ. Tôi có thể vào nhà một chút được không? Không vào được. Tôi đã chơi với cô thôi. Tôi cũng biết là anh chỉ đó chơi với tôi thôi mà. Anh thật là đáng ghét. Cô định lấy bao nhiêu tiền? Không lẽ là... Tôi có thể vào trong được không? Không vào được. Tôi chỉ giận với cô thôi. Tôi cũng biết là anh chỉ giận với tôi thôi mà. Cô tránh à. Đừng có vô đây. Coi chừng bị trúng kế đó. Cô định lấy bao nhiêu tiền? Chắc anh hiểu lầm rồi. Có phải là cô cũng muốn vô không? Phải đó. Thanh Thanh à, cứu tụi tôi. Mỹ nhân kế đó sao? Sao lần nào cũng là cô thắng hết vậy? Tôi đã điểm huyệt anh ta rồi. Nửa tiếng sau anh ta sẽ tỉnh dậy. Cô còn không mau chạy đi. Chỉ còn có nửa tiếng nữa thôi đó. Sau 2 tiếng đồng hồ nữa thì cái màn giấu tay này sẽ rơi ra. Nói một cách khác, có nghĩa là mình chỉ có thời gian 2 tiếng để lấy cắp. Sợi thắt lưng ở đây, thẻ vi tính thì ở đây. Bây giờ có đầy đủ hết rồi. Tụi mình lên đường thôi. Không cần mấy người đâu, tôi đi một mình được rồi. Có thật không vậy? Mình đã chuẩn bị đầy đủ, anh ta lại đi một mình. Các người chờ tin mừng của tôi đi. Thật sao? Đừng nói nữa. Thật không ngờ anh cũng biết suy nghĩ đó. Đâu có gì lạ. Cô có biết tôi đang nghĩ gì không? Tôi đang nghĩ phải làm sao để lột hết của cô ra đó. Anh đừng có giỡn chơi với tôi nữa. Tôi biết anh có ý hài hước để che giấu gương mặt thật của mình. Thực ra anh là một người đàn ông có chút an toàn, có đúng không? Cô nói sao cũng được. Mạnh Bao Quy. Cái gì? Nếu tối nay có chuyện gì xảy ra, anh phải nhớ hãy tin tưởng bản thân mình. Tối nay có chuyện gì xảy ra chứ? Hắc báo.
Anh cảm thấy tình hình dường như có vấn đề. Tất cả đã tiến hành thuận lợi. Bao nhiêu năm qua anh đều như vậy cả. Khi có việc cần làm thì không nhận bà con thân thích. Sau khi thành công, chi được tiền thì sẽ cao bay xa chạy, không ai gặp mặt ai nữa hết. Có lẽ em nên tìm một ai đó để kết hôn đi. Có lẽ vậy. Không chừng trên thế giới này người duy nhất là anh ta đó. Máy vi tính là đệ nhất sinh mạng của tôi. Muốn có tiến độ thì không được rời bỏ chỗ này. Có bộ tụi mình qua khỏi đêm nay chắc là sẽ không có cơ hội gặp mặt với nhau nữa. Em không nên nói vậy đâu. Em nói không đúng sao chứ? Anh biết em cố tình chọc giận Thanh Thanh. Em biết bản thân em không thích hát báo, mà chỉ có Thanh Thanh mới thích hợp. Em cũng là lo giùm cho hát báo thôi. Còn anh thì cũng vì hát báo à? Thật là vĩ đại đó. Thật không ngờ trên đời này là có phụ nữ ngực to như vậy. Đi sao? Tạm biệt. Tạm biệt. Hát báo, trả cái hộp lại cho tôi. Có phải cái hộp này không? Đừng để nó chạy thoát. Lấy cái chân lên. Cái gì đây? Anh này thật là kỳ quá. Cô Chánh à, cô làm cái gì vậy? Nửa đêm nửa hôm hút bụi. Thật tình. Nè. Muốn gì vậy? Để tôi dạy cô chơi trò ban đêm nha. Chơi trò gì? Anh đừng có cản trở tôi đang hút bụi. Để tôi dạy cô ban đêm mình phải chơi trò gì. Anh cầm cái súng chĩa tới chĩa lui như vậy, bộ anh bắn hay lắm sao? Cô khi dễ tôi sao? Cái súng này thuộc loại súng nào? Nếu mà cây súng ở trong tay tôi thì không ngay sẽ biến thành ngay thôi. Cô có tin tôi bắn một viên đạn xong bay vòng vòng rồi quay trở về đây không? Anh thật giỏi như vậy sao? Mắc mớ gì tới cô? Cô ngàn cây châm à? Cô đi ngủ với nhân tình của cô đi. Tôi đang cua gái ở đây liên quan gì tới cô? Mà kệ cô ta đi, để tôi bắn cho cô coi nha. Các người đừng có ngây thơ như vậy. Ai ngây thơ như anh còn bú núm vú như vậy chứ? Tôi bú núm vú vẫn có thể chơi thắng được anh đó. Anh dựa vào gì? Khí công quy ba. Khí công quy ba sao? Đạn quân khí. Đạn quân khí à? Long thôn thiên hạ. Long thôn thiên hạ. Đại hải vô lượng. Đại hải vô lượng. Hàng long thập bát nhiễu. Hàng long thập bát nhiễu. Mạnh ba quy bên trái 165 độ giác. Thank you.
tránh ra. Có phải là nhanh như chớp khiến cô xem không kịp không? Đây là anh hùng trọng anh hùng đó. Xin đừng quá khen. Anh hùng trọng anh hùng. Anh hùng cái gì mà anh hùng? Coi anh kìa, anh trở thành thằng ngốc rồi đó. Tôi muốn bú sữa, tôi muốn bú sữa. Cái anh chàng mắc dịch này. Vũ anh có lòng tôi không bú đâu. Tôi phục các anh quá rồi đó. Đi đâu vậy? Em dù sao cũng phải làm cho cái anh chàng khùng điên này tỉnh hồn lại chứ. Em đi lấy cái nấm vú cho anh ta. Tôi muốn bú sữa, tôi muốn bú sữa. Đi, nhìn gì nữa. Đi. Tôi muốn bú sữa. Tôi muốn bú sữa. Há họng ra. Sao tôi lại ở đây vậy? Tôi trở về đây. Khoan đã, khoan đã. Ngồi xuống, ngồi xuống. Để bây giờ tôi sẽ giới thiệu trò chơi vào ban đêm cho anh chơi nha. Có phải bú vú không? Đúng vậy đó. Đứng dậy, xuất phát. Đi mau lên, mau lên. Được rồi, được rồi. Alo, alo. Thử đi. Thử mau đi chứ. Được rồi, được rồi. Bây giờ xin báo cáo, xin báo cáo với quý vị một tin tức đặc biệt. Đó là trong một tiếng đồng hồ trước đây, ở trong giám ngục Xích Trụ đã xảy ra một vụ bạo loạn. Có ba tên tù nhân vượt ngục. Ba tên này là ba tên đại dâm tặc, và hiện bây giờ bọn chúng đã chạy thoát. Về phía bên cảnh sát thì tình nghi bọn nó đã chạy đến gần thành phố rồi. Đúng rồi, đến gần trung tâm thành phố rồi. Như vậy có nghĩa là chúng nó lúc nào cũng có thể xuất hiện ở bên cạnh mọi người. Và bây giờ tôi đang ở tại hiện trường xin phỏng vấn phó chỉ huy, tức là ông Mao Đăng Dụ. Xin hãy cho một vài ý kiến. Ông ấy sẽ cho chúng ta biết thông tin chính thức về vụ án. Xin mời ông. Cảm ơn. À, quý vị khán giả, hiện tôi bây giờ đang là phó chỉ huy của Hồng Kông. Tôi tên là Mao Đăng Dụ. Bây giờ tôi đặc biệt kêu gọi các phụ nữ có ở trong thành phố, đặc biệt là gái độc thân. Phải, đặc biệt là thiếu nữ độc thân, phải đặc biệt chú ý. Nhớ là đừng có phản kháng nha. Bởi vì ba tên dâm tặc này sẽ bắt cô hành hạ, dùng đủ mọi loại hình và còn tiến tới một bước hành hạ. Đủ rồi, đủ rồi. Đừng có phản kháng nha, cứ để tự nhiên đi. Chúng tôi ở tại hiện trường có phát hiện hai thiếu nữ là nạn nhân. Chúng tôi có phỏng vấn hai nạn nhân này. Nhưng mà hai nạn nhân này còn bất tỉnh nhân sự cho nên không biết mình nói gì. Vì vậy tất cả đều hy vọng là... Nè, nói đi, nói đi. Bị cưỡng hiếp thật là đê mê. Nạn nhân sao? Thoải mái lắm. Đi vô, đi vô, đi vô. Cô ta là chị hai của tôi. Và chị hai của tôi chưa được tỉnh táo. Hai chị em chúng tôi bị người ta cưỡng hiếp. Đây là lần đầu tiên các bạn phải nhớ. Là khi bị thì đừng có phản kháng. Phải tự mình hành động trước, như vậy sẽ được an toàn. Bằng không chúng nó sẽ làm hại đến thân thể đó. Các chị, nếu như các chị không phản kháng thì sẽ không có gì đâu. Cưỡng hiếp sao? Đừng mà, đừng mà. Đừng mà. Đừng mà. Đừng mà. Đừng có phản kháng đó. Đâu có, đâu có. Vậy làm sẵn tư thế chờ đi. Mau. Tư thế sao? Nhanh. Như vậy, có phải không? Được, rất là đẹp đó. Không được. Phải làm một tư thế thật là khiêu gợi cho ta. Thật đã quá đi. Ta đến đây. Không chơi nữa, không chơi nữa. Tại sao cô lại đánh chồng của tôi thế? Anh à, anh đang làm cái gì đó? Và anh ta hợp nhau giả làm dâm tặc tới ăn hiếp tôi. Đừng nghe cô ta nói bậy. Các người còn chơi nữa sao? Hát báo đã bị người ta bắt được rồi. Tụi mình có lẽ đã bị trúng kế. Hãy chuẩn bị đi. Trúng kế sao? Mau dẫn anh chàng gốc này đi đi. Lại thất bại nữa rồi. Ừ.
Chụp lấy khí công quy ba, đạn quân khí. Đứng yên, anh đừng di chuyển. Thì ra là cô, trà trộn vào chúng tôi để làm nội gián, phải không? Anh tránh ra đi. Cô lại nói tiếng quan thoại nữa sao? Trở lại. Tôi đã kêu cô đừng nói tiếng quan thoại nữa rồi. Cô nói không phải tiêu chuẩn đâu. Nói cô biết nha. Cô đừng có cải trang giả dạng nữa. Nếu mà nói về kỹ thuật cải trang thì tôi đây giỏi hơn cô nhiều. Thật đáng tiếc. Anh tha cho tôi có được không? Được, cũng được. Nhưng mà cũng phải có lý do mới được chứ. Nếu tôi không lấy được cái hộp bạc đó về thì chẳng những hát báo mà cả tính mạng của tôi cũng rất nguy hiểm. Bây giờ chúng ta cũng đã nguy hiểm rồi, chạy. Cô đứng đây làm gì, tụi nó vô tới rồi. Các người chạy trước đi, tôi giữ chân bọn chúng. Đứng im, ở đây không an toàn. Chạy đi, sáng ngày mai chúng ta lại đây tụ họp. Đi, đi thôi. Còn muốn cái gì nữa, chạy mau. Được, tôi đi ngay. Chết hết đi. Tôi cải trang như vậy chắc là không có ai nhận ra đâu. Tôi cải trang kiểu này không ai nhận ra tôi đâu. Tôi nghĩ chắc cũng không có ai nhận ra tôi. Thằng mù cũng nhận ra anh đó. Tôi có vấn đề muốn hỏi. Chuyện gì? Tại sao anh lại không cải trang? Hỏi gì cũng hỏi nữa. Anh Tài hỏi có lý mà. Sao tụi tôi cải trang của anh thì không? Tụi mình giả là một gia đình. Anh giả là mẹ, anh ta giả làm con gái. Vậy tôi tức là cha rồi. Vậy thôi lại nhảy hoài. Cặp tay tôi nè. Muốn lợi dụng sao? Lợi dụng cái gì chứ? Anh phải khêu gợi lên một chút mới được. Ba à, cầm tay con đi. Ngoan, cẩn thận đó. Cẩn thận nha em cưng. Coi chừng đó. Có ai trong nhà không? Có ai không? Hình như không ổn đó. Tối hôm qua hình như tụi mình đánh nhau ở đây mà. Coi chừng bị trúng kế đó nha. Phải rồi. Thật sự thì bố cục ở trong nhà này rất thích hợp đó. Chúng ta hãy vào trong xem xét cho kỹ lưỡng. Con à, đi xem nha. Đi nào. Trở lại. Đã thấy thứ gì? Có ba cái tượng sáp. Ba tượng sáp. Cô Thanh, cô Châm, còn có cô Chánh nữa. Sao với cô tới đây vậy? Tôi nghĩ chắc có người dễ dàng bọn họ để gạt tụi mình. Coi chừng trúng kế. Tôi cũng nghĩ vậy. Con tự tin là... Tôi biết anh muốn nói gì. Coi chừng trúng kế. Anh nói nhiều quá, cho tôi nói một câu được không? Nói đi. Tôi chửi cha anh đó. Tưởng nói gì? Xin hỏi ba vị có phòng cho mướn không vậy? Ba cô không nhúc nhích. Không biết có cài bom hẹn giờ không nữa. Anh thật lợi hại. Trí tưởng tượng của anh đúng là phong phú. Tôi đếm 3 tiếng. Có chuyện gì mà phải đếm 3 tiếng vậy chứ? Một. Khoan đếm được không? Cô khoan đếm đã, có chuyện gì nói tôi biết trước đi. Tôi có thể trả lời với cô mà. Hai. Có phải anh không? Có phải anh không? Có phải em không? Chắc chắn là anh. Sao lại nói tôi chứ? Có phải nếu tôi nhận rồi thì không dẫn chơi nữa không? Ba. Vậy tôi nhận. Té ra ngươi là nội gián. Té ra ngươi là nội gián. Nội gián gì chứ? Tôi nói tôi là nội gián hồi nào? Là anh đó. Sao lại phản bội chúng tôi? Lý do gì mà chúng tôi phản bội mấy người chứ? Không ngờ nhà ngươi là nội gián.
Tôi có nói bao giờ đâu. Ngươi không phải vừa mới nhận nó sao? Cũng tại cô giỡn chơi. Cô kêu tôi nhìn nhận cho nên tôi mới chịu theo ý của cô nhìn nhận thôi. Ngươi là một kẻ rất sợ chết. Nếu có ai ép bức ngươi thì ngươi nhất định phản bội chúng ta. Nói gì cũng phải. Còn nói cái gì? Anh cũng tin tôi là nội gián sao? Bây giờ tôi tin. Vậy chết rồi. Ra tay. Ra tay rồi kìa. Cô là con gái, đừng có hòng chơi súng nha. Chúng ta ăn mặc giống nhau, đừng tàn sát nhau mà. Chơi xong rồi. Tụi tôi không phải nói chơi. Cô Thanh nói, trong đám tụi mình nhất định có một nội gián. Vậy tức là hoài nghi tụi mình là nội gián rồi, đúng lắm. Tại sao hoài nghi ba đứa chúng tôi mà ba cô không phải? Cô Thanh Thanh nói là chuyện này phải hỏi ba anh trước. Nếu như ba anh đều không phải, lúc đó mới tới phiên ba chúng tôi. Có lý do gì mà cô nói ba chúng tôi là nội gián chứ? Tới bây giờ còn chưa tìm ra hắc báo được. Một là anh ta phản bội chúng ta, hai là đám chúng ta có kẻ nội gián. Vậy thì đúng rồi. Tụi mình có tất cả là 6 người, có lý nào lại nói ba chúng tôi là nội gián chứ? Tôi nói cô là nội gián cũng được vậy. Anh nói chuyện phải cẩn thận đó. Tôi có chứng cứ mà cần gì phải cẩn thận. Chứng cứ đâu? Được, tôi lấy cho cô. Anh phải đàng hoàng một chút nhé. Tôi lúc nào cũng đàng hoàng mà. Cô lại nói tiếng quan thoại rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Cái bà già đáng chết này sao lại đè lên thớ thịt của tôi chứ? No, no là cái gì? Tôi không biết tiếng đó. Anh có cái yết hầu hả? Cái anh chàng điên khùng này, anh là đàn ông sao? Tôi phải chém chết anh. Chém chết anh nè. Cứu giới, có kẻ giết người đây. Lão già, phu nhân, tôi trở về rồi. Có mua cá không? Hồi nãy không phải tôi đi mua cá đâu. Tôi chỉ là đi mua gạo về thôi. Tình hình bây giờ tiến triển sao rồi? Có biết ai là nội gián không? Bây giờ chúng tôi quyết định phải kiếm hắc báo về đây đã. Cô suy nghĩ kỹ rồi nói nha. Có lẽ là anh ta phản bội tụi mình, lấy được số tiền rồi cao chạy xa bay. Tôi biết hắc báo không phải là hạng người như vậy. Anh ta không phải là chồng của cô. Bên cho anh ta làm cái gì chứ? Nhiều chuyện, anh im mồm đi. Anh này nhiều chuyện thật đó. Theo ý của tôi thì mỗi người mang theo một người rồi nhanh chóng chạy đi kết hôn hưởng lạc cho vui đi. Đi mau. Anh còn giỡn chơi cái gì nữa đó? Tôi không giỡn chơi đâu. Nhưng mà cô phải hứa với tôi là sau này không được nói tiếng quan thoại nữa. Tôi đi nấu cơm nha. Cô Thanh à, bây giờ tụi mình tính sao đây? Nếu mình kiếm được hắc báo thì lập tức biết ngay kết quả. Hắc báo tức là hắc báo, cao thủ tức là cao thủ. Tôi dự đoán tuần sau mới lấy được, nhưng mà không ngờ chỉ mới 3 ngày là ông lấy được rồi. Ông kêu Quyết Lan tới nói chuyện với tôi. Đừng ngắt lời nói của tôi. Đồ trong hộp bây giờ ở đâu? Quyết Lan, mau ra đây gặp tôi. Ông tưởng rằng khóa như vậy thì có thể khóa được hắc báo sao? Ở đây không có chuyện của ông. Ra ngoài đi. Tôi có chuyện muốn nói với ông ta. Không ngờ chúng ta 15 năm không gặp nhau. Lần đầu tiên gặp nhau lại ở chỗ này. Sư phụ từng nói một câu. Không lẽ ông đã quên rồi sao? Thế sự khó đoán. Điều đó đối với tôi rất quan trọng. Tại sao 15 năm qua không có tin tức gì về ông? Ông giả bộ chết sao? Hãy giao cái hộp bạc cho tôi. Tôi sẽ giải thích cho ông nghe. Ở trong đó là cái gì? Lấy vợ trong đó đưa lại cho tôi. Ông cũng đã thừa hiểu tính của tôi. Ông không nói cho tôi rõ, tôi cũng không trả lại cho ông đâu. Đã 15 năm rồi mà ông vẫn không sửa nổi tính nết. Vẫn không nể mặt tôi. Tôi là đại sư huynh trong mọi việc. Ông là giỏi hơn tôi. Đúng vậy, tôi giả bộ chết thật. Bởi vì tôi không phục ông. Rốt cuộc tôi cũng đã tìm được một cơ hội sẽ làm cho ông đau lòng cả đời. Nếu không phải vì cái hộp bạc này thì cả đời tôi cũng không xuất hiện. Làm cho ông đau lòng, tôi làm cho ông vĩnh viễn không thể ở chung với Thanh Thanh. Cả đời của tôi tôn trọng sư huynh. Nhưng mà sư huynh này làm ra chuyện này, muốn tôi phải đau lòng cả đời sao? Chuyện này không thể trách tôi được. Phải trách người không biết làm người. Huynh cấu kết với cảnh sát. Đồ trong hộp là cái gì? Chắc không gặp được cảnh sát đâu. Tôi không muốn biết là cái gì cả. Trả cái hộp lại đây. Huynh làm như vậy là bại hoại sư môn. Không thấy có lỗi với sư phụ sao? Tại sao không đánh trả lại? Tôi chịu công kích 3 chiều. Đời này của tôi không có nợ huynh nữa. Ta phế bỏ võ công của ngươi. Thanh Thanh, Thanh.
Sao lại là cô? Anh đã biết rõ lâu rồi. Tôi cố tình gạt Quyết Lan. Bởi vì đã lâu Quyết Lan chưa gặp Thanh Thanh, cho nên ông ta mới bị cô gạt. Nếu tụi nó không thể khóa anh được thì tại sao anh lại không chạy? Tại vì Hắc Báo là một tên ngu xuẩn. Thanh Thanh, cô là người của Quyết Lan, không thể như vậy được. Anh nói không thể bây giờ đã thành có thể rồi. Anh không tin Quyết Lan sẽ ganh tị anh. Anh cũng không tin Quyết Lan sẽ giả bộ chết để làm anh đau lòng. Anh không tin Quyết Lan sẽ lợi dụng anh. Kết quả thế nào, dù sao cũng mặc. Em không nên làm tổn thương cô ta. Cô ta còn là một cô bé, huống chi vừa rồi cô ấy đã cứu anh. Người muốn cứu anh đâu phải một mình cô ấy. Nhưng cứu anh cũng vô dụng. Món vật này còn quan trọng hơn tính mạng của anh. Lần này Quyết Lan đã dùng lầm người. Một cô gái như cô làm gì có thể giúp được anh ta. Anh cũng không phải là người tốt. Quyết Lan kêu ông đi lấy cái hộp bạc. Chỉ lấy cái hộp bạc thôi. Ở trong cái hộp cái gì cũng không biết. Cô bé kia, nhiệm vụ của cô đã thất bại. Cô muốn chết như thế nào? Tôi thất bại cũng có nghĩa là ông thất bại. Tôi chết thì ông cũng như tôi cũng phải chết. Quyết Lan rất biết thưởng thức bản lĩnh của cô. Nếu như tôi còn có tay có chân thì còn có giá trị lợi dụng. Nhưng mà cô thì khác. Cô chỉ biết có tiền. Sau khi cô chết đi, Quyết Lan sẽ cảm ơn tôi vì đã đỡ tốn cho ông ta một mớ tiền. Để tôi coi bản lĩnh của ông tới đâu. Muốn giết cô đâu có khó. Chỉ dùng một ngón tay, một viên đạn là giải quyết xong thôi. Ông dám chơi súng trước mặt của tay tiền xà này sao? Rất tiếc bây giờ cái súng của ông bị mất rồi. Lại có thêm một người tới tìm chết. Hay là thả cô ta ra trước đi. Vậy phải xem đạn của anh nhanh hay là tay của tôi nhanh hơn. Sao anh không đuổi theo hắn? Hắn không phải là mục tiêu của tôi mà là cô. Anh làm hắn bị thương. Theo cá tính của hắn, hắn nhất định sẽ quay lại để trả thù. Chuyện với tôi và hắn chờ sau này thanh toán. Bây giờ tôi hỏi cô, tại sao cô lại phản bội Hắc Báo? Cô đừng có đê hèn với bọn nó, nói là cô vì tiền đó nha. Và càng không nên nói cho tôi biết là hiện giờ má cô đang nằm viện, cho nên cô rất cần tiền đó. Sao lại biết vậy? Sao cô nói như là tôi đoán trước vậy? Sự thật là vậy. Không lẽ má của anh không có bệnh tật gì sao? Phải rồi, má tôi cũng có bệnh tật. Mà thôi đi, như vậy cũng tạm cho qua. Nhưng mà Hắc Báo có thiếu gì tiền chứ? Nghe Quyết Lan nói, nếu tôi không giúp hắn thì hắn sẽ giết chết má của tôi. Cái cô này, chuyện bị đặt cái gì cũng nói ra được. Ai dạy cho cô vậy? Quyết Lan là sư huynh của Hắc Báo, cho nên Hắc Báo đánh không thắng được Quyết Lan đâu. Quan hệ ngày càng phức tạp rồi. Nào là sư huynh, sư đệ, sư phụ, rồi sư bá. Được rồi, đừng có nói đùa nữa. Mau tìm cách giúp Hắc Báo đi có được không? Ý cô nói là chúng ta đừng có đánh với bọn phản bội đó hả? Đúng vậy. Vậy thì bây giờ tụi mình chuẩn bị trở về nhà đi. Anh dẫn tôi đi đi. Anh dẫn tôi đi. Tụi mình tìm cách xem giúp Hắc Báo bằng cách nào. Tôi xin anh, anh đừng có nghĩ tôi muốn lợi dụng anh. Thật ra tôi không tệ như anh nghĩ đâu. Nếu lần này Hắc Báo đánh bị thua thì sẽ chết rất nhiều người đó, anh có biết không? Tôi không biết gì cả. Tôi chỉ biết là bây giờ tôi không có bạn gái. Nếu như cô chịu làm bạn gái của tôi thì tôi sẽ dẫn cô trở về. Cô thấy sao? Thanh Thanh, Thanh Thanh, anh khỏi nói. Em thật không hiểu chuyện giữa đàn ông tụi anh.
Từ nhỏ tới lớn anh đã rất chiếu cố tới anh. Như vậy thì sao? Như vậy phải coi trọng tình nghĩa sao? Hắc báo, anh biết rõ anh ta lợi dụng anh để đi lấy cắp đồ, cái đó còn hãm hại anh. Em đã nói trước đó với anh hết rồi, sao anh còn binh vực anh ta? Anh đối với anh thế nào? Anh cũng không có gì đáng nói. Hắc báo, anh có biết anh bới tóc lên trên đầu thì anh sẽ là người đời xưa và không còn là người đời nay nữa. Sư phụ, ngồi đi. Hôm nay gọi các trò tới, sư phụ có một việc rất quan trọng đang muốn nhờ các trò giúp đỡ. Sư phụ có chuyện gì xin chỉ dạy. Ta biết là có người muốn hãm hại ta. Ai mà cả gan vậy chứ? Chúng ta giết chết nó. Chuyện này ta biết nên làm sao. Cây đao đã bị đánh cắp. Tại sao là vậy? Cây đao này là sinh mạng của ta, thậm chí còn quan trọng hơn nữa. Hôm nay các trò tới đây là muốn nhờ các trò giúp ta kiếm lại cây đao. Sư phụ đừng lo, con sẽ lấy cây đao đó trả lại cho sư phụ. Thanh Thanh, chuyện này để lão nhị lo được rồi. Muội ở lại chăm sóc cho sư phụ đi. Nhưng sư phụ có chuyện thì em phải giúp cho sư phụ chứ. Lão nhị, khuyên Thanh Thanh đi. Thanh Thanh, hãy ở lại. Không ai khuyên được Thanh Thanh đâu. Thanh Thanh, trò phải ngoan đó. Ở lại với sư phụ. Các trò lên đường đi. Dạ. Gặp nhau ở chỗ cũ. Được. Thanh Thanh, trò cũng đi đi. Đi theo ngõ sau. Trò không đi đâu sư phụ. Trò ở đây để hầu hạ sư phụ. Đi đi. Phải nghe lời của sư phụ. Đi đi. Sư phụ, đi mau. Tiểu huynh đệ, mời vào đây. Lên. Đã bảo các người đừng có chơi rồi mà. Lão nhị, vô trước đi. Được. Sư huynh, sao rồi? Chạy trước đi. Có phải Thanh Thanh không? Đã đến nước này rồi, trừ em ra thì còn có ai đến thăm anh nữa chứ? Anh vẫn không thay đổi. Cái chết của Quyết Lan không có quan hệ gì với anh đâu. Anh ta chỉ muốn cứu anh. Điểm này anh khẳng định. Thôi đi, em không muốn thảo luận vấn đề này với anh nữa. Anh muốn đau lòng cả đời thì anh cứ đau lòng cả đời của anh đi. Lần này em đến đây là có một việc muốn nói cho anh biết. Sư phụ đã chết rồi. Tại sao là vậy? Hắc báo, sư phụ chết như thế nào? Bị người nổi súng ở cự ly gần bắn chết. Trước khi lâm chung, sư phụ có nói với em tất cả những việc này có liên hệ tới lão đại. Không phải vậy đâu. Thanh Thanh, nếu như sư phụ có xảy ra tai nạn gì thì trò với lão nhị hãy lập tức cao chạy xa bay. Nếu sư phụ có chuyện gì thì trò nhất định không tha cho anh ta.
Không được, trò tuyệt đối không được trả thù cho sư phụ. Còn chuyện cây đao nhớ là đừng để lọt vào trong tay của lão đại. Em không biết sự thật như thế nào, nhưng bắt đầu từ hôm nay em phải tìm ra hung thủ giết sư phụ. Còn nếu như anh thích đau lòng thì cứ tiếp tục đau lòng đi. Thanh Thanh, cây đao này là vật yêu thích nhất trong đời của anh. Em đặc biệt lấy cho anh để tặng anh. Anh quỳ lại cũng vô ích thôi. Anh còn giải thích gì nữa? Tôi không có gì giải thích cả. Anh bán đứng anh em bọn tôi, còn không có gì giải thích sao? Nói cho tôi biết, có phải vì tiền không? Anh nói sao cũng được. Coi như tôi bán rẻ các anh. Coi như, anh tưởng chuyện này mà có thể coi như được sao? Anh bán rẻ bạn bè, tưởng là ăn điểm tâm hả? Nói ăn là ăn liền, cả xương cũng không chịu nhả ra. Anh tham lam như vậy. Tôi đã thấy nhiều người tham lam nhưng mà chưa thấy ai tham lam như anh. Được rồi, được rồi. Chuyện đã rõ như ban ngày. Té ra hắc báo bán rẻ tụi mình, còn coi ai giúp đỡ cho anh ta nữa không? Hắc báo, lần này tôi không có binh vực cho anh đâu. Anh thật là đáng ghét. Tôi ghét nhất là loại người bán rẻ bạn bè. Anh là một người đê hèn bỉ ổi vô liêm sỉ. Tôi sẽ trở về thanh toán với anh sao? Rồi tôi sẽ thanh toán với anh. Hắc báo, bây giờ bọn họ đã đi hết rồi, hãy nói sự thật đi chứ. Tôi nói. Nói đi. Tôi nói sự thật là tôi bán rẻ các người cũng là vì tiền mà thôi. Chẳng ra sao. Hắc báo, bọn tôi chỉ nói giỡn với anh thôi. Nếu bọn tôi tin rằng anh bán rẻ bọn tôi thì bọn tôi sẽ không ở lại đây đâu. Chúng tôi nói chơi với anh thôi. Mặc dù tôi không quen biết anh được bao lâu, nhưng mà tôi lấy tất cả tài liệu của anh để vào máy vi tính. Kết quả máy vi tính phân tích anh là một con heo khờ khạo rất có chính nghĩa. Tuy rằng bọn tôi không biết anh có ý đồ gì, nhưng mà bọn tôi cũng sẽ quyết định ở đây để giúp đỡ cho anh. Tất cả đã nhất trí quyết định, anh giải thích thế nào cũng vô ích. Chờ một chút. Tôi đã năn nỉ chị Thanh Thanh giùm cho anh rồi, nhưng mà anh đã biết là tất cả tụi này rất ngoan cố. Mời Hắc báo, anh đừng có ngoan cố nữa. Thanh Thanh đã tha lỗi cho anh rồi. Bắt tay đi. Các vị đừng có nhanh chóng cảm động như vậy. Còn có nhiều màn sắp sửa diễn ra đây. Lại đây. Cô nội gián này cũng dám xuất hiện ở đây nữa. Nghe cô ta nói đã. Sao cô giúp chú cổ hoài vậy? Nghe cô ta giải thích trước đã. Cả đám người ở đây cô ta bỏ chạy được sao? Bây giờ cô giải thích đi. Sự thật thế nào cô ấy nói ra trước. Xin lỗi nha Hắc báo. Xin lỗi các vị. Tôi đã bán đứng các vị. Tôi tới đây không phải để xin các vị tha lỗi cho tôi. Chẳng qua là tôi muốn nói cho sáng tỏ chuyện này. Nghe xong các vị muốn trừng trị tôi thế nào cũng được. Cô còn đóng kịch, muốn tôi đánh cô không? Tôi tiếp tục nói nữa chứ. Đúng rồi, người ta đang nghe mà. Huyết Lang uy hiếp tôi. Hắn kêu tôi theo dõi các người. Hắn lợi dụng ông Thu kêu các vị tới phòng hồ sơ lấy cấp hộp bạc. Bởi trong hộp bạc đó có tấm giấy cảm quan. Giấy cảm quan? Có phải là tấm này không? Phải rồi. Quyết Lang biết cảnh sát mới mua một mẫu máy mới. Đưa tôi coi nào. Cái máy tối tân này có thể hoàn nguyên được tất cả những gì ở trên tấm giấy cảm quan này. Tấm giấy cảm quan này có thể trở thành tấm ảnh hay sao? Đúng vậy. Đen thui như vậy cũng hoàn nguyên được sao? Giấy này là xé ra từ một tấm giấy chụp ảnh. Những di hạt tử trên tấm giấy này khi dùng máy vi tính phân tích có thể làm cho nó hoàn nguyên cũng được. Không khó khăn gì đâu. Anh khỏi cần nói, tôi cũng biết rồi. Tiếp tục đi. Tôi chỉ biết bấy nhiêu thôi. Tấm này là tấm gì? Sao mà Quyết Lang lại coi trọng như vậy? Tấm ảnh này nhất định là có quan hệ mật thiết với Quyết Lang. Tôi nghĩ cũng có quan hệ với tụi mình nữa. Thôi đừng có đoán nữa. Dùng máy vi tính phân tích là được rồi. Đừng điều khiển vi tính có được không? Nếu không được thì cũng còn đầu óc tôi phân tích được mà. Làm thử đi. Cô đã nói hết chưa vậy? Tôi nói hết mọi thứ mà tôi biết rồi. Thôi đi, sự thật là cô ta đã bị người ta lợi dụng rồi. Sao cô lại trọng lượng như vậy? Tôi nghĩ là Quyết Lang nhất định sẽ tới đây để kiếm tụi mình.
Tôi rất hiểu tính cách của Quyết Lan. Cái gì mà anh ta lấy không được thì thà là quỷ diệt cùng với nó. Các người làm gì mà ngó tôi vậy? Để tôi đánh trận đầu cho. Bây giờ tôi đi chuẩn bị, các người tiếp tục nói đi. Nè, cô đừng có sợ. Được rồi, tôi nói cho cô biết. Không những là chỉ có Thanh Thanh rộng lượng thôi, mà tôi cũng rộng lượng. Tôi gác đại sảnh. Vậy tôi không phải là con chó đứng gác cửa rồi sao? Anh chỉ cần phụ trách quan nguyên cái tấm ảnh này là được rồi. Tôi không được tham gia đánh nhau sao? Thì anh đánh với cái máy vi tính đi. Thì đánh đi. Đừng có lãng phí thời gian nữa. Tất cả chia nhau chuẩn bị đi. Mau lên. Nói đi nói đi. Tình hình bên ngoài như thế nào rồi? Vẫn im lặng như tờ, không thiếu bóng ma nào cả. Tôi biết rồi, anh yên tâm đi. Có tình hình gì tôi sẽ thông báo cho anh biết ngay. Ai cũng nói canh giữa đây là sướng nhất. Ở đây có gió mát mẻ. Nằm ngủ một giấc đã. Không biết Quyết Lan có tới đây không? Anh ta sẽ tới. Tôi hiểu tính cách của ảnh mà. Anh còn bao nhiêu thời gian nữa? Chừng 20 phút nữa là được. Tôi dự đoán như vậy còn phải xem hình thức phân tích của máy vi tính và độ nồng của giấy cảm quan nữa. Nếu như thuận lợi thì sẽ hiện lên rất nhanh. Tài liệu trên cảm quan này đối với anh rất quan trọng sao? Anh hỏi chuyện này làm gì? Quyết Lan không phải là người gian. Chuyện đến nông nỗi này mà anh còn không chịu ra tay sao? Tới bây giờ mà anh còn binh vực cho người ta. Anh không có binh vực cho ảnh. Chắc là ảnh có nỗi khổ gì. Theo như em thì tấm ảnh này không có đơn giản vậy đâu. Chắc chắn là có quan hệ với tụi mình. Robert, còn không là mau. Tôi biết rồi. Trong rừng đã có động tĩnh. Tất cả chú ý. Tại sao chỉ có một người vậy? Cô nể mình thật sao? Tới đông đủ quá đó. Cũng may là mình có chuẩn bị. Hiện ra rồi. Sư phụ. Quyết Lan. Mày dám dùng pháo sao? Tao cũng dùng nó bắn lại mày. Thank you.
súng liên thanh. Sao lại là súng ngắn này? Đây là tài liệu di tính được phân tích ra, xem xong thì sẽ biết. Anh phải suy nghĩ cho kỹ, em phải trả thù cho sư phụ. Hết đạn rồi, hết đạn rồi, chạy. Hắc báo huynh đệ thập lục tiền nhân, Thanh Thanh phải trả thù cho sư phụ. Sao đông dữ vậy? Trời cua chót thôi. Cái đao mày muốn lấy ở đó kìa. Cái đao đó vốn là của tao. Mày giết sư phụ là vì cái đao này sao? Ông đã già lụ khụ rồi. Tao là đại sư huynh, tại sao lại truyền cái đao lại cho mày? Là vì nguyên do này sao? Một người đàn ông trừ đàn bà ra thì là địa vị. Mày giành Thanh Thanh với tao thì tao phải có địa vị. Đó là sự công bằng. Mày thật là quá đáng. Tao không có quá đáng. Bữa nay tao nhất định phải lấy lại cái đao. Sư phụ đã nói với tụi mình, ai dùng cái đao này nếu như tâm bất chính thì hậu quả tức là tự quỷ diệt mình. Tao còn muốn nghe những lời của mày. Nè, không sao chứ? Còn chịu đựng được không đó? Tôi phải xuất chiêu cuối cùng, Hàng Long thập bát nhiễu. Thật phải giả vậy? Hãy xem đây, hãy xem đây. Đại hải vô lượng, sông Long Thổ Châu. Cái này mới thật nè. Ah!
Hắc báo, nể tình mình là sư huynh đệ, đệ hãy giúp huynh, đưa huynh đi đi. Đao kiếm chạm nhau, ân đoạn nghĩa tuyệt. Suốt đời của ngươi làm việc gian ác cũng vì cái đao này. Hắc báo môn đệ thập nhất đại trưởng môn, hắc báo vì môn sư thanh lý môn hộ, quyết làng chịu chết đi. Anh còn muốn biết ai đã giết Jin Jin nữa không? Thôi đi, ai giết cũng không còn quan trọng. Chủ yếu là anh đã từng giúp tôi. Ừ. Mình đi được chưa? Em thật không biết phép tắc. Đàn ông đang nói chuyện sao lại xí miệng vào? Được rồi, lên máy bay đi. Té ra là bị người ta kiềm chế rồi. Nhiều chuyện. Sao anh già mồm quá vậy? Đi mau. Mạnh Ba Quy. Đã nói em đừng có lớn tiếng kêu Mạnh Ba Quy rồi mà. Té ra anh là người bị người ta kiềm chế sao? Còn khá hơn anh, lẻ loi một mình, thật đáng tội nghiệp. Em à, chờ anh với. Đại ca, cảm ơn. Tạm biệt. Chúng tôi hưởng xong tuần trăng mật sẽ trở về kiếm anh. Mạnh Ba Quy, em đi trước đi chứ. Thuận bụp xuôi gió nha. Cô Thanh Thanh đang chờ của anh đó, mà đi kiếm cổ đi, cảm ơn. Mấy người này đi có cặp có đôi, còn mình chỉ lặng lẽ quạnh quẻ một mình. Hắc báo, khỏi cần phải ngó nữa. Bức thư này là Thanh Thanh kêu tôi đưa cho anh đó. Đừng có nói nhiều nữa, lên máy bay đi. Được rồi, chờ em một chút. Khoan khởi động nha. Thật ra trong chuyện này thì anh đừng trách tôi. Nếu anh đã chờ đợi mấy ngàn năm về trước thì anh đã là đại hiệp rồi. Rất tiếc là đã muộn. Xin lỗi, tạm biệt. Thôi được, nói xong rồi, tạm biệt nha. Mình không gặp được gái xinh thì kiếm đại một nam nhi tuấn tú là được rồi. Đại ca, anh đã lớn khôn rồi. Có một món quà đang chờ anh trên máy bay đó. Còn búp bê bằng cao su có ích gì đâu. Hay là anh đi chung với tôi đi. Anh lên máy bay đi, tôi còn có chuyện phải làm. Còn đi đâu nữa chứ, tôi đi đâu cũng được. Trước đây đã có người nói nhiều chuyện với anh rồi. Tôi ủng hộ cho anh đó. Anh nhất định phải kiếm được Thanh Thanh đó. Tạm biệt nha. Chào. Ủa, cô là vậy? Chào anh chủ nhân. Tôi là món quà mà đại ca của anh tặng cho anh đó. Tôi là vũ mẫu ở không trung. Nghĩa là gì? Nghĩa là anh muốn cái gì cũng được. Tôi muốn dùng lúc nào cũng được sao? Tùy ý. Sướng quá, sướng quá. Đại ca, tôi khỏi cần bú nấm vú nữa rồi. Về sau đã có người cho tôi bú sữa người rồi.